Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại mình đang ở chợ đào Lai Châu nha các bạn nhé. Cái khu này là một cái con đường đi thôi. Tuy nhiên rằng thì hôm nay đây là cái mấy hôm nay nó trở thành một cái khu chợ đào Tết đấy các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ đưa các bạn vào trong tìm hiểu xem là cái khu chợ này, những cành đào này khoảng bao tiền và xuất xứ từ đâu nhé. Rồi xin mời các bạn. Đây, bắt đầu trước mắt chúng ta là đây đấy, cổng vào đây các bạn này. Đây, các bạn có thể thấy là đây là cái khu chợ đào đấy các bạn. Đây, chợ đào này thì chủ yếu là các cô, các chú, người dân tộc Mông mang ra đây bán đấy. Ngoài ra thì có một số anh em đồng bào người Dao nữa hoặc mang ra đây bán này. Và bây giờ thì tôi sẽ đưa các bạn vào trong tìm hiểu xem là một cành đào ở đây cái giá khoảng bao nhiêu tiền đấy các bạn nhé. Đây, đây các bạn. Chưa, cho em hỏi cành này bao nhiêu tiền? Này à? 150 à? Anh kia mua rồi gì? Còn cành này chị? Cành này 200 à? 200 à? Cũng đẹp nhỉ? Em đi tham khảo cái giá của cây đào Tết thôi mà. Em cảm ơn hai chị nhé. Đây các bạn có thể thấy là một cành đào có giá dao động từ 150-200, là những cành đào bé đấy. Còn những cái cành này thì cũng chưa biết được là như nào rồi. Cây này của đồng chí nào to thế anh? Đây mái đôi mà. Cây này có giá tầm khoảng bao tiền? 15 triệu à? Đây các bạn, cái cây này lụ rất là nhiều. Giá của cây này ra tầm khoảng 15 triệu nha các bạn. Đây, hoa nở tương đối, lụ thì còn đây. Đây các bạn có thể thấy là tương đối đẹp. Và cành này thì nó to không phải bàn rồi. Đây, cái này anh em mình ở đâu ra đây anh? Đâu này á? Đâu sang này xin dưới hồ à? Chủ yếu mạn xin dưới hồ, mạn xin hồ nhỉ? Xin hồ, xin dưới hồ, rau san. Ba cái rau san trên phong thổ đấy à? Đấy, ba cái sáng đấy là có đầu điền nhất. Ba điền, anh làm ba điền đẹp nhất. Đẹp nhất ở Lai Châu mình đấy nhỉ? Cảm ơn các anh nhé. Đây các bạn. Cái này chắc khoảng 10 triệu nhỉ? 10 triệu được không? 7 triệu à? Cái này đến Tết không biết ra hoa không? Có, có kiểu nụ trong phải trai, nụ tròn đây này là gì là không ra quá. Đây, cây này 7 triệu. 1, 2 chục.
Thường thường cái khu này thì cây đắt nhất nó rơi khoảng bao nhiêu? 30 triệu à? Nó chắc nó to hơn nhỉ, to hơn mấy cái kia đúng không? À nhiều nụ hơn đúng không? Không nụ thì tương đối nhưng mà cây to. À cây to hơn là khoảng 30 triệu là đắt nhất. Đây các bạn, bây giờ tôi sẽ đưa các bạn đi một vòng xem cái khu chợ đào này như nào nha các bạn nhé. Song song với việc bán chợ đào thì chúng ta còn có thể thấy là những cây cây địa lan nữa, cây phong lan nữa. Đây. À mấy hôm nay thì trời cũng tương đối là mù mịt cho nên là có thể là các bạn có thể không nhìn rõ. Đây. Bây giờ cái đấy có ít lắm anh ơi. Đấy hết rồi. Các bạn có thể thấy là cái tivi này, ngoài cái chợ đào thì anh em còn bán cả phong lan này. Lan này mình bán theo cân này. Bán bó anh ạ. Bó, một bó này tầm khoảng bao tiền? Bó 100 thôi. Đấy, bán rẻ. Đành còn xanh chứ nó. Cái bây giờ ta có xây thế cơ. Một bó 100. Ok. Nên còn xanh là bao nhiêu? Đó là khá có ốc cua gì có đấy. Đây, đẹp chưa các bạn? Đây, một bó 100 này các bạn này. Anh quay lâu lâu để anh phải cho 2.000 nhá. Cho nó anh quay đi anh, cái đoạn phim của anh nó mới có giá trị đấy. Đúng rồi. Vâng. Anh nghe là 5.000 đó. À, anh em mình từ đâu ra? Tà Leng. À, Tà Leng à? Tà Leng nổi tiếng phết nhỉ? Vâng. Có hẳn một đồi thông. Đồi thông rất đẹp. Đấy, như các bạn thấy là ngoài cái những cây đào Tết thì anh em còn bán cả phong lan này. Rồi tiếp tục đưa các bạn đi xem tiếp. Đây các bạn, cây này thì nhìn các bạn thấy là rêu mọc đầy, chứng tỏ là cũng tương đối là già các bạn ơi. Đấy. Nếu mà so sánh về giá của cái cây này với lại những cây mà tôi vừa hỏi thì cây này chắc tầm khoảng phải 13-14 triệu. Đấy. Cái này phải 13-14 triệu này. Đấy. Nhìn đây anh em toàn bán cành đào các bạn này. Đấy. Rất là nhiều, rất đông luôn. Đấy. Rồi tiếp tục đi một vòng nữa các bạn nha. Đây nhìn quá đẹp luôn. À, các bạn có nhu cầu đào Tết thì hãy lên Lai Châu nhá. Tết chuẩn bị đến nơi rồi. Các bạn hãy sắm cho mình một cây đào. Còn đây là những cái cây đào uốn éo, uốn lượn của đây là chắc của các doanh nghiệp tư nhân chẳng hạn. Đây các bạn có thể thấy là họ uốn éo rất là đẹp này. Đấy. Nhìn. À, cái này mình phải nhìn từ xa cơ.
Đây. Được trồng ở chậu. Cái chậu hoa. Đây. Rồi tiếp tục nhé các bạn nhé. Đây là những cái cây quất phục vụ cho Tết này. Đây. Đẹp chưa? Rồi đi lên dưới kia xem nào. Cho các bạn thoải mái xem. Đây có một chị này. Cành nào đẹp nhỉ? Chị ơi, cành này bao nhiêu tiền? 200 à? Cành này bao nhiêu? 100 á? Ừ. Bán rẻ đó mà. Xong rồi có cái gì nữa đâu, chúng con đi về. À đi xem đó. Ừ, đi xem, bán đi. 100 cũng đẹp nhỉ? Đẹp chứ, bán rẻ đó mà, không mất kính đâu. Đào ở đâu, đào này ấy? Đào ở nhà này. À. Rồi đi xem đó nha. Chuỗi làng đi, không sao. Đây còn một gốc nữa các bạn này. Gốc này thì to. Đây. Các bạn có thể thấy là gốc của nó như này các bạn. Không thấy chủ gốc nào này ở đâu. Mình muốn hỏi xem. Đây các bạn thấy. Đây. Nụ đây các bạn. Đấy. Tất nhiên rằng là không biết là chủ của cái gốc đào này ở đâu rồi. À cái này của chú à? To nhỉ. Cái này thì bao nhiêu? 5 triệu là rẻ. 5 triệu à? Là đắt rẻ. Được hơn. Hoa lợi hoa. Cái này. Ồ, thế này thì đẹp quá rồi. Chặt cả gốc này thì mấy đứa chắc sang năm không còn nữa nhỉ? Không còn đâu. Quá. Gốc này các cầu à, trên này mà. Ừ. Cái tổ gốc các. Còn hai cành này là bán năm ngoái năm kia đúng không? Đó, hàng từ lâu. Chặt cành bán có chặt đâu. Không. Cành này thì phải chở bằng ô tô nhỉ? Xe máy cũng được mà. Xa lắm mà không mua được đâu, ở bên Tân Uyên cơ. Đây các bạn thấy này, cành này là các chú bán 5 triệu à? Gốc to. Đấy. Các bạn thấy là cải đào ở đây tương đối là đắt. Thank you.
đây, cảnh này thì nhìn rất là đẹp đấy các bạn ạ. Cái này gọi là đào cổ rồi đấy. Đây. Rồi bây giờ mình đã đi hết từ đầu chợ đến cuối chợ rồi. À, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Nếu mà các bạn thấy cái video này hay, bổ ích thì các bạn vui lòng để lại cho mình một like và đừng quên nhấn nút đăng ký. Xin chào.